chào quý cô chú và các anh chị mình đến với kênh Nhà Đẹp Dùng Gian ngày hôm nay. Thì hiện tại em đang có mặt trên một con đường rất là đẹp luôn, rất là rộng rãi và sạch sẽ, cũng như là hai bên đây thì nhà của mình theo cái kiểu là mái thái, mái ngói ha. Và những cái đường cổng này người dân ở đây làm rất là đẹp luôn. Và đây là hàng xóm của mình, trong căn hàng xóm của căn nhà mà hôm nay em quay và giới thiệu đến quý cô chú và các anh chị. Thì dãy nhà này thì rất là quen thuộc rồi, nhưng mà hôm nay thì em quay trở lại đây, em muốn nhấn mạnh với quý anh chị là hiện tại xung quanh đây hàng xóm thì nhà cửa rất là đẹp luôn, đường xá thì rất là rộng rãi, cũng như là bà con hàng xóm ở đây rất là thân thiện. Một vùng quê yên bình, rất là an ninh mà cũng rất là đông đúc vui vẻ. Thì dãy nhà này thì có 10 căn hướng Bắc là giá 900 và 2 căn hướng Đông. Thì hôm nay em giới thiệu mình 2 căn hướng Đông ngày hôm nay thì có giá là 1 tỷ 3. Ở đây thì ở trước nhà mình là 4 mét luôn, đường bê tông 4 mét. Và ở đây thì mình có một cái thềm luôn để mình có thể kinh doanh được luôn. Đó. Ở đây thì hàng xóm của mình rất là đông đúc mà quý anh chị mình vừa có quan sát rồi. Cho nên là mình có thể dễ dàng kinh doanh ở đây. Đường ở đây thì mình thông hẳn vô trong kia luôn. Cũng còn rất là nhiều người nhà, người dân luôn. Ở đây thì cuộc sống người dân mình rất là yên bình và thoải mái ha. Ở đây thì mình nằm trên trục đường ra ngoài kia là trục đường Ba Làng, cách quốc lộ 1A chỉ khoảng 800 mét thôi. Và mình đi chợ Bình Chánh chỉ mất khoảng 5 phút, rất là thuận lợi. Ở quốc lộ 1A mình dễ dàng di chuyển lên các quận huyện của thành phố rất là gần, khoảng 30 phút thôi. Và bến xe miền Tây thì mình chỉ đi khoảng 20 phút là tới rồi. Bến xe miền Tây thì mình đi khắp cả nước luôn, rất là thuận tiện ha. Đó, nhà mình vị trí là rất là tốt rồi và hiện tại là đang siết xây dựng ở khu vực này nha. Nếu mà anh chị mình bỏ qua những cái dãy nhà này thì sau này mình kiếm nhà rất là khó luôn. Không còn nhà để mua nữa thì nhà mới thì không còn luôn ha. Sau này chỉ đoán là những căn nhà cũ thôi. Anh chị mình hãy lưu ý ha. Đừng nói sao mà sau này em không nói trước nha. Chứ mình bỏ qua rất là tiếc, không phải là em muốn bán nhanh đâu. Tại vì em chỉ còn một cái dãy này rất là chất lượng luôn. Nhà ở đây là đúc thật 100% luôn. Đây là cái dãy mặt tiền của mình. Rất là hiếm luôn, chỉ có một căn duy nhất trong căn gấp này, chỉ một căn duy nhất thôi. 1 tỷ 3, mình có thể kinh doanh được luôn. Nhà mình ở thoải mái, ngang 4, dài 10. Nó ở trước nhà mình có một cái sân rất là đẹp. Một cái sân đó là cao ráo đẹp, khỏi sợ ngập luôn. Ở đây đường xá đã được đặt cống hết rồi. Và nó và nhà mình thì có một trệt một lầu ha. Đi vào đây là một cái sân và cửa. Chính của nhà mình thì được cũng được rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Cửa sắt hộp nè, sơn cách điệu hai màu với kính cường lực luôn. Và bước vào trong đây thì nhà mình cũng làm rất là chu đáo ha. Hiện tại là nền của mình là gạch bóng kính 60 và được ốp lên lên tường 1m2 luôn, với những cái đường viền hoa văn cũng rất là bắt mắt, là tạo điểm nhấn cho nhà mình luôn. Chạy hết khắp nhà mình là lên 1m2, sạch sẽ, bảo vệ tường mình được lâu dài, được sạch sẽ lâu dài, mới lâu dài luôn. Ở đây mình căng góc cho nên là mình có được cái cửa sổ ở đây. Đó, mình mở được cửa sổ bên này. Sau này thì mình xài được cái bên hông này luôn, cẩn hốc thì mình xài được bên hông này luôn. Mình để xe ở trước không hết, mình để bên hông này cũng được luôn ha. Rất là tiện lợi, mở cửa sổ ra, vô cùng có nhiều ánh sáng và nhiều gió thổi vào, rất là mát mẻ. Trần là trần thạch cao giật cấp luôn, sau này sẽ chạy đường led cho anh chị mình cũng như là gắn đèn chùm ở giữa. Và em tặng mình luôn là rèm luôn ha, rèm cửa sổ nè, rồi rèm cửa chính, rồi đèn chùm nè, đèn led chạy xung quanh. Cũng như là trần nhà của mình là đúc thật 100% luôn, đảm bảo dài lâu không bị sập lúng và lung lay nhà cửa mình, rất là chất lượng luôn. Nhà này vô cùng chất lượng và em cam kết chất lượng với nhà mình cũng như là bảo hành bảo dưỡng cho mình đến 1 năm luôn. Và cái phòng khách của mình thì tương đối rộng rãi rồi ha. Thì phía bên này thì mình có một cái vách để ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, là cái vách này vách gỗ tự nhiên nha. Dạo gần đây thì anh chị mình rất ưa chuộng cái kiểu này nên em lắp cho mình, vừa thông thoáng mà vừa làm cái vách ngăn rất là tinh tế và dễ thương, xinh đẹp cho nhà mình. Phía bên trong đây thì mình có một cái gian bếp, phòng bếp thì nho nhỏ, vừa đủ sử dụng, cũng rất là nhiều tủ, em nghĩ là đủ sử dụng cho nhà mình ha. Nhà mình có 4 thành viên ở rất là tuyệt vời luôn. Đây, cửa trên, tủ trên và tủ dưới rất là rộng và có một cái màu vàng nhẹ của gỗ tự nhiên. Thì bên này mình có một ống nước nè, mình có thể để máy giặt ở bên đây, rồi kế bên đây mình ở tủ lạnh, nó có ổ điện cho mình sẵn luôn, làm sẵn hết. Đây, bồn inox 2 ngăn luôn cho mình thoải mái sử dụng luôn. Nhà phòng bếp của mình rất là chu đáo rồi, mình có thể dọn vô ở ngay luôn. Căn góc rất là tiện lợi luôn ha, em rất là thích cái căn này luôn. Đó, đây nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng nhỏ nhỏ, vừa sử dụng thôi. Gạch ốp lên đến trên 2 mét luôn và đầy đủ cái thiết bị cần thiết. Có dây điện chờ để mình gắn máy nóng lạnh luôn. Có cái ô cửa đây để mình thông thoáng khí. Và cái đây là đường cầu thang ở cuối nhà mình, được đặt cuối nhà mình rất là gọn ha. Bao vách này, đây là cái hành cầu thang này được toàn bộ là gỗ hết, cắt CNC theo một cái kiểu mẫu rất là đẹp luôn.
và những cái đường cầu thang cũng rất là rộng rãi và được ốp đá hoa cương, bảo đảm chắc chắn và bền bỉ cũng như là hiện đại cho nhà mình. Và đến đây thì nếu quý anh chị mình yêu thích căn nhà này á, thì hãy đi xem thực tế liền ngay và liền luôn ha, gọi điện cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em để mình được đi xem liền căn nhà này, tại vì có một căn gốc duy nhất thôi. Còn nếu mà mình không yêu thích căn nhà này thì mình có thể nhấn đăng ký hoặc subscribe ở bên dưới để mình xem được nhiều nhà hơn, xem với nhiều nhà khác. Thì em có rất là nhiều nhà ở nhiều phân khúc khác nhau. Thì lên trên lầu này thì mình có một hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh đặt với hai phòng thì có hơi rộng rãi hơn một chút xíu so với phòng ở dưới. Có lau phong này, đèn chiếu sáng cũng như là đầy đủ thiết bị cần thiết nhà vệ sinh mình luôn, rất là chu đáo cho nhà mình, khỏi lo luôn ha. Anh chị mình có chỗ nào chưa rõ thì mình cứ đi xem thực tế. Đây là phòng ngủ thứ nhất ở trên lầu mình này, có cửa sổ luôn, mở ra thì rất là thoáng luôn, được quan sát được xung quanh đây nó rất là nhiều đèn chiếu sáng cũng như đèn ngủ. Phòng mình rất là ánh sáng tự nhiên luôn, cũng đủ rồi ha, và có dây điện chờ để mình có thể gắn máy lạnh luôn cũng được, nó có đèn ngủ cho mình luôn. Và đi ra ngoài đây sẽ là có phòng ngủ thứ hai. Đây phòng ngủ thứ hai của mình thì rộng cũng bằng phòng ngủ thứ nhất thôi. Ở bên đây thì mình có được hai cái cửa sổ luôn. Ở đây mình có hai cửa sổ luôn, rất là thoáng, rất là nhiều ánh sáng cũng như là rất là nhiều gió cho cái phòng mình ha. Và ở ngoài đây thì mình có ban công tương đối là rất là rộng, không phải nhỏ đâu nha, rất là thoải mái. So với những căn nhà khác thì mình có ban công này tương đối là rộng. Ra ngoài đây thì mình có thể quan sát được những cái cảnh xa xa ngoài kia rất là đẹp luôn. Nó bên kia mình có một cái ao cũng như là hàng dừa, hàng chuối, cái nhà hàng xóm của mình. Dân cư rất là đông đúc và mọc lên từng ngày luôn. Và hiện tại là căn gốc này chỉ có một căn duy nhất thôi, có diện tích là ngang 4 dài 10. Và mình nằm ở một cái vị trí là xe hơi, xe tải vào đến tận nhà luôn. Và trên trục đường Ba Làng, cách quốc lộ 1A chỉ có 800m, mà đi chợ Bình Chánh chỉ mất 5 phút thôi, rất là thuận lợi. Mình nên ở căn cái trục đường quốc lộ 1A ha, thì mình có thể lưu thông được cả nước rất là dễ dàng, cũng như là cho ba mẹ mình ở thì mình ra được quốc lộ 1A mình có thể dễ dàng bắt xe đi về các hướng, đi chợ hoặc đi thành phố, đi về miền Tây, đi về quê chẳng hạn, rất là thuận tiện. Còn mình ở những cái mé khác thì mình phải mất một cái công đoạn khác để đi ra quốc lộ 1A rồi đi ra bến xe miền Tây nữa. Thì vị trí vô cùng thuận lợi mà giá cả rất là phải chăng luôn, chỉ 1 tỷ 3 thôi. Mình có được một cái căn gốc này, căn gốc duy nhất mà mình có thể kinh doanh được luôn, rất là thoáng. Ở đây thì rất là tốt cho sức khỏe của cả gia đình mình. Thì mình nếu mình yêu thích thì hãy gọi điện ngay để được đi xem nhà. Và còn nếu mình không thì mình có thể đăng ký hoặc là subscribe bên dưới để mình xem được nhiều nhà hơn. Để xem căn nhà nào có thể phù hợp với gia đình mình đi xem thực tế thì dẫn hơn, xem đường xá như thế nào. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú và các anh chị mình trong những video tiếp theo.